Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm trước thì mình có lên một lô ở bên kho xe. Thì hôm nay thì lại về một lô nữa, rất là nhiều luôn. Thì anh em mình cứ tham khảo ha, xe nó đi về liên tục với số lượng rất là lớn luôn. Thì nó về thì bán liền, về bán liền. Có những anh trai thì muốn mua cọc, có những con xe rẻ mọi người. Thì chưa kịp cọc cũng đã bán luôn. Thì anh em có gì mình cứ theo dõi, mình thông cảm, từ từ rồi mình chỉ tới mình mua được những con xe ưng ý thôi. Lô này cũng có thì lô sau. Thì đợt này cũng có rất là nhiều luôn, từ Way Alpha, Jupiter, rồi Vario, rồi SH, cái gì cũng có, Vision, NVX, Future, dòng gì cũng có nha. Thì anh chị Hoàng mua thì chịu khó mình tham khảo ở đó. Thì hôm nay mình sẽ quay full cái dòng này cho anh chị Hoàng ha. Anh chị Hoàng nào mua thì chịu khó mình xem kỹ clip, mình like, chia sẻ. Nếu mà chưa có cái lô xe, con xe mình ưng ý thì đợi lô sau nha. Cứ nó về thường xuyên mà. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Phi sẽ hỗ trợ giới thiệu. Xin chào anh chị em nha. Đó, hôm nay em cũng về một lô xe này mình cập nhật, sẽ quay cho anh em mình tham khảo. Đó, anh em mình thấy con nào mà ưng ý thì có thể là chốt cọc và em sẽ gửi về cho anh em mình luôn. Và con nào mà chưa ưng ý có thể anh em mình là tiếp tục theo dõi và chia sẻ kênh và đỡ mình theo dõi là những cái xe sale sau về mình có thể là ưng ý, hoặc là người thân mình muốn xe nào anh chị em comment hoặc là nhắn tin riêng cho em sẽ tìm ở trong xe đó mình chào riêng bên Zalo cho anh chị mình luôn nha. Tặng kèm cho anh em mình đó là hai món quà, đó là nhớt và mũ bảo hiểm. Bên em có thu mua các loại xe đã qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, có trao mua thu đủ đầy đủ hết. Anh em mình chỉ cần cọc cho 2 triệu đồng thôi, bên em sẽ xếp xe tặng nơi, anh em mình ra nhận xe và trả số tiền còn lại nha. Và cái giá này thì giá này báo sát giá rồi, chưa có phí hồ sơ, phí vận chuyển nha. Nhiều khi anh em nào muốn phí hồ sơ, phí vận chuyển á, có thể hai số điện thoại đó bên em sẽ tư vấn cho anh em mình rõ hơn nha. Chứ tại vì mình góp gộp vô đây thì mình trừ ra nó cũng rất là phức tạp nha anh chị em. Ok đó. Rồi mình sẽ bắt đầu like cho anh em ha. Anh em mình xem cứ chia sẻ mạnh mạnh nha. Con này là V1 nha anh em, đời 2019 nè, biển 47 nè, 47 Đắk Lắk. Con này thì đời 2019 nha anh em. Bán con này cho anh em với giá là 20 triệu đồng thôi. Phiên bản đen nhám nha anh em. Hỗ trợ ship xe chỉ cần trả trước bao nhiêu anh? Trả trước anh chị em mình chỉ cần cọc cho Khang tầm 2 triệu đồng thôi. À, 2 triệu. Bất cứ con xe nào cũng được, bên em sẽ ship xe gần nơi mình ở nhất. Anh em mình ra nhận xe và thanh thí cửa tiền còn lại cho bên em nha. Rồi, Jupiter này. Con này thì đời 2022 nha anh em. Biển 61 Bình Dương, con này quá mới rồi, màu xám nè. 1800 cây nè. Con này thì anh em nào mua thì mình bán cho anh em với giá là 22 triệu đồng thôi. Đó. Anh em mình tới trực tiếp cửa hàng mình sẽ bớt cho anh em mình thêm 200.000 tiền xăng đi về đó nha anh em. Ok. Nhớt mũ bảo hiểm đó đây, tại vì anh em đầy đủ luôn. Xe đời cao, ít ngàn coi, xe mới, gần như xe mới nên giá nó cũng tới anh em. Thì anh em mình xem mình cảm thấy phù hợp thì mình liên hệ mua, còn không thì mình có thể chọn những con xe rẻ tiền thì kèm theo là đời thấp chạy nhiều ngàn thôi, chứ anh em đừng có nói là bán gì đâu, vẫn bán như thường anh em. Rồi ok, tiếp tục. Bên đây là một con Winner nè anh em, Winner X nè. Con này bên em bán cho anh em với giá là 24 triệu nha anh em, kèm thêm hồ sơ cầm tay nè, hỗ trợ anh em ABS nhập luôn phí nè, đời 2021 nha anh em. Đó, bao hồ sơ luôn nha anh em. Nói chung bên em lừa xe lướt không à, bán cho anh em mình đỡ giới thiệu con này con nọ, chứ đâu phải mua một con gì là bán rồi sau anh em mình mang vốn đâu. Đó, bên em là chuyên xe lướt. Bên đây là Jupiter này, là đời 2022, biển 74 luôn. Bán cho anh em mình với giá 21 triệu 800 nghìn đồng luôn nè. Đó, màu xanh GB nè. Đó. Ok. Còn bên này. Này là bán cho anh em với giá 18 triệu 500 nè. Biển số cũng đẹp nha anh em, 01025. Đó, anh em nào muốn định danh định đồi cũng được luôn. Đó, 13.000 cây rồi. Máy móc thì em bảo hành cho anh em mình 1 năm hết nha. Cũng màu xanh GB luôn. Con này thì nói chung là anh em chắc cũng được mấy tháng rồi. Hôm nay em sẽ giảm cho anh em nè. 500 ngàn còn 18 triệu 500, đời 2020 nè, biển 94 Bạc Liêu nè. Đó. Rút thêm phí hồ sơ 1 triệu rưỡi anh luôn em nha. Anh em nào mà thích chơi cái dòng da thì nói tới Jupiter xì số là gần như đỉnh rồi. Đó. Nói chung okay. Bên em là Jupiter với RX là nhiều lắm anh em. RX là mẫu mới nè anh em, để ý. Con này là đời 2021 nè. Hôm nay em giảm cho anh em mình 500, tiếp tục con này riêng con này nè. Tại mấy con nào mà anh em lâu lâu thì em sẽ giảm cho anh em luôn. Còn 17 triệu 500 nè. Đời 2021 6.300 cây. Đó. Anh em mình cứ cảm nhận trên xe. Chia. Đẹp như thế này thôi. Máy móc bảo hành cho anh em mình 1 năm hết nha. Riêng những con đời cao bên em ba. Okay. Bên này bảo hành 1 năm cho anh em mình hết. Đó. Rồi. Bên này Vario 150 này anh em. Con này đời 2020, biển 67 An Giang nè. Bán cho anh em mình với giá là 38 triệu đồng luôn. Đó, 150 khối bếp ga luôn. Mọi người rút hồ sơ sang tay được bình thường anh. Đúng rồi, rút hồ sơ sang tay bình thường hết. Ok. Rồi, quay RX. Tiếp tục con này nè. Ồ, con này biển đẹp này.
từ sơ mốt Bình Dương luôn, 17 triệu 800 nghìn đồng cho anh em mình luôn. Đó, mua giờ là sử dụng luôn, 2022, màu xanh đá luôn, màu đẹp. Ok, rồi tiếp tục màu xanh đen. Xanh đen này thì bán cho anh em mình với giá là 14 triệu 500 à. À, anh em mua cái con này thứ nhất là mâm đĩa nè, thứ hai là phun xăng nè. Tội gì đi mua con Wayne Fire chi, đúng không? Đó, 14 triệu 500, bao chạy bao phê, 10.000 cây. Đó, xe này thì mua thì chúng bay rồi đi cặp mâm, đi cặp vỏ matchit mà không ruột nữa. Rồi, khỏi xe luôn. Surut. Con này thì bán cho anh em với giá 16 triệu 500 nghìn đồng luôn nè, đời 2022 nha anh em. Con này không có gì phải tả, quá mới luôn. Đó. Future. Future này thì bán cho anh em với giá là 23 triệu 500 luôn, 1.000 mấy trăm cây, gần 2.000 cây nè. Đó, anh em nào mua thì em sẽ gắn cặp kiến lên cho anh em mình luôn nha. Quá mới luôn, không có gì phải tả. Còn tiếp tục 2022 tiếp nè anh em. Con này nó quá dữ mà. Bởi vậy sao anh em hỏi là sao cửa hàng này nó mắc hơn Thanh Đồn Cao Lô thì nói chung là tiền nào của đó, không có cái gì mà rẻ mà ngon đâu anh em. Đó, nói chung thì anh em mình cứ tới mà so sánh cái con xe đó. Này các bạn nhìn như con xe đặt thùng thôi. Đó, con này thì bán cho anh em với giá là 14 triệu 800 nghìn đồng. Đấy, mua con này phải chạy sướng không, con Wayne Fire không? 2022 mà phun xăng điện tử Surut FP đời mới luôn anh em. Ok. Đó. Rồi, Surut Sanker. 15 triệu đồng nè. Điện 26 luôn anh em. 26 là đâu ta? Sơn La. Sơn La. Nói chung anh em muốn mua rút hồ sơ hay gì cũng được hết, tại vì 26 đều 26 đuôi. Nói chung muốn rút hồ sơ hoặc đợi đi cũng được, không sao hết, tại vì nhiều khi mình muốn đi thời gian trải nghiệm á, mình muốn mua xe mới nữa mình mua. Đó nha anh em. Woo. Rồi. Tiếp tục quay ra đích. Con này thì không có gì phải tả nè anh em ơi. 640 mấy cây à, biển 61 Bình Dương 72404 nè. Con này thì anh em mình giờ ra giấy cũng tầm 28-285. Hôm nay em sẽ bán cho anh em với giá con này là 18 triệu 900 nghìn đồng. 18 triệu 900. Rẻ hơn gần chục triệu đồng nha anh em. Đó, cần gì phải mua xe mới. Nhiều khi mà anh em nói ủa cái xe con này mắc, tại vì mua vô 28 triệu mà anh em lỗ 10 triệu vô mua khách là thấy sốt lắm rồi đó. Mới chạy mấy trăm cây thôi. Đó thấy không, anh em mình rồi. Cần gì mua xe mới. Future, bánh tâm 21 triệu 700 nghìn đồng luôn anh em, đời 2019 nè. Đấy, bán con nào nằm lâu thì em sẽ xả cho nó đi, rồi em lấy cái lưu khác về bán cho anh em luôn. Đó. Okay. Rồi FZ150 nè anh em. Con này hôm nay em sẽ bán cho anh em mình với giá là 21 triệu 500. Anh em nào theo dõi clip là vẫn biết rồi, clip đầu thì nó 22 triệu, bên này em bớt 500 tiếp tục. Máy móc chim em 215 nha anh em. 150 này cũng đẹp mà. Mưa rồi, mưa rồi. Ta sang rồi, nói chung là con này thì bán cho anh em mình vừa chạy là ok luôn, mở nhập rồi. Nha. Rồi đích S. Con này là đời 2019 nha anh em. Đó, biển 73 Quảng Bình luôn, 10.000 cây. Con này bán cho anh em với giá là 26 triệu 500 nghìn đồng nha anh em. Mua là sử dụng luôn. Đó, không lỗi lầm gì hết. Mua con này chạy rất là sướng nha. Cần gì phải máy mua con à. Rider, Shader, Chachia rồi chứ. Đó, dán ô tô. Mệt kinh. Con này là em đang đứng chính chủ luôn nha anh em. Đời 2022 mệt kinh. Bán cho anh em mình với giá là 32 triệu đồng. Đó, 32 triệu. Không có mắc đâu anh em à, con này có 1.000 mấy cây thôi. Em đang chính chủ, anh em nào mua ký ủy quyền hàng là ký mua bán sang tên ô toàn quốc nha. Vina V1. Con này bán cho anh em mình với giá là 18 triệu 500, đời 2019, biển 68 Kiên Giang, 55366 nè. Đó. Rồi, S150. Biển 69 Cà Mau, 60304 nha anh em. Muốn định danh gì đó định luôn. Con này thì bán cho anh em với giá là 25 triệu 500. 25 triệu 500. Đó, Vina X. Để mình quay nhanh nhanh 23 triệu đồng nè. ABS luôn, biển 36 Thanh Hóa nè, 26365. Bên này. Này là 36B8 nè, 56372 nè, đời 2021, 23 triệu 500 luôn. Rồi Vina V3. 25 triệu đồng cho anh em mình luôn. Hôm nay mình xả luôn, biển 66 Đồng Tháp, 77204 nè. Đời 2022, 1.500 cây. Tiếp tục. Vina X. 21 triệu đồng nè. Chân con 2020 5.000 cây nè, biển 66 Đồng Tháp, 62346. Rồi, V1 màu vàng. 19 triệu đồng luôn, đời 2019, 93 Bình Phước, 46581 nè. 2022 nha anh em, biển số 18 Thái Nguyên nè. Ôi lộn, 18 Nam Định nè. 55518 nè. Bán cho anh em với giá là 17 triệu 900 nghìn đồng luôn. 17 triệu 900. Rồi, Grander. 2019 nha anh em, coi chia bọc keo nguyên con, bán cho anh em biển 61 Bình Dương nè. Bán cho anh em mình với giá là 26 triệu đồng luôn. 26 triệu. Rồi AB AB là đen nhám, bọc keo nguyên con. Con này là cuối 2020 đầu 2021, 4.500 cây. Biển số là 36 nè, 20814, 29 triệu 500. Rigo ABS nè.
Con này là ABS luôn, biển 15 Hải Phòng. Anh em hỗ trợ rút hồ sơ thêm phí nha. Con này bán cho anh em với giá là 20 triệu đồng thôi. 20 triệu. AB 125 này mọi người. Con này là biển 60 Đồng Nai F1 07678. Đó, số con đẹp bán cho anh em 16 triệu 300 000 đồng. Máy móc chín đêm nè. Đấy. Rồi, con Vario đẹp. 38 triệu đồng, đời 2022 nha anh em. Màu hồng cá tính, biển 64 Vĩnh Long 39400, 6000 cây. Quá mới luôn anh em ơi, máy móc bảo hành cho 1 năm. Rồi, con Latte này. Latte này. Phiên bản Limited, biển 93 Bình Phước 25.500 nha anh em. 1.100 cây này. Trời, con này mua gì là chạy đúng bài luôn anh em ơi, mua vi sinh rồi chi. Rồi, tiếp tục Novik. 125 bán cho anh em với giá là 19.500.000 đồng. 19.500. Em này thì bán cho anh em với giá là 26 triệu đồng nha anh em. Đời 2019, bọc keo nguyên con như xe mới. Con này Novik biển số 71 này. 21 triệu 500 luôn anh em ơi. Con này thì đời 2018 nè, quá đẹp luôn, không có gì phải tả hết nha anh em. Rồi, Vision. Vision bán 18 triệu 900 nghìn đồng nè. Hai chia đầy đủ hết nha anh em. Đó, mua như là lụm luôn. Đây, 18 triệu 900. Thấy ngon lành không? Tiếp tục Vision biển số 83 này. 22 triệu 500 luôn anh em ơi, khối bếp ga luôn nè. Đó, máy móc vẫn bảo hành 1 năm cho anh em mình mua về sử dụng luôn. Bên này là biển 61 Bình Dương nè. Con này em bán cho anh em mình với giá là 19 triệu 500 nghìn đồng luôn. Đấy, đời đây là đời đầu ba cục nhập ba cục nha anh em. 61 Bình Dương luôn nè. 93 Bình Phước 26 triệu đồng cho anh em mình luôn. Đó, khối chia mua về là sử dụng luôn nha. Màu bạc nhám khá đẹp. Con này có Novik nè. Con này có trang bị thêm cái cặp phục hơi rất là êm ái nha anh em. Biển 68 Kiên Giang 19171, 20 triệu 500 nghìn đồng nè, khối bếp ga. 20 triệu 500. Máy chín em. Rồi. Này là cũng 20 triệu 500 luôn anh em ơi. Biển 60 Đồng Nai nè, 61445 nè, đời 2016 nha anh em. Con lít anh em hơn bữa có hỏi nè, con này thì đời 22 đăng ký 2022 nè. Biển 66 Đồng Tháp 64112, 32 triệu 500 nha anh em. Con này đời mới mà. 3000 cây. Quá đẹp luôn, màu đen nhám không có gì phải tả hết nha anh em. Rồi, con sau copy xin nhập. Con này thì đời 2020, biển 93 Bình Phước. Con này em bán cho anh em mình với giá con này là 26 triệu 500 nghìn đồng nha anh em. Mui là sử dụng luôn. Vario. Con này thì bán cho anh em mình với giá là 38 triệu 500 nghìn đồng nè. Đây, 2021 nè anh em. Mui là sử dụng luôn, biển 64 Vĩnh Long. Vario 125 nè, biển 94 nè. Con này thì đời 2020 nha anh em. Bán cho anh em với giá là 28 triệu 700 nghìn đồng. Rồi. Đó. Tiếp tục là... AB 125. AB 125, con này thì bán cho anh em mình với giá là 27 triệu 800 nghìn đồng. Đời 2018 khối bếp ga nè. Rồi, con này biển số 70. 27 triệu 500 khối bếp ga luôn anh em. Màu đỏ bạc nè. 20 triệu 500 nè, hai chia kiến nó đầy đủ hết. Nói chung là bán nha, con này là 20 triệu 500. Biển số 20 là đâu ta? 20 Thái Nguyên. Thái Nguyên. Con này ký giấy chính chủ luôn. Ok. Biển số con 70. Này thì nói chung là đẹp nhất trong bài nha anh em. Nếu mà đời 2013, con này thì bán với giá là 20 triệu 500. Ốc tán thì đẹp keng như con xe mới thôi. Đó, tiền nào thì của đó. Còn anh em là muốn mua rẻ hơn thì bên em còn có là xe rẻ còn có 1-2 con. Rồi, SH. Con này thì bán cho anh em với giá là 52 triệu không ta. 52 triệu bao cái giấy nè. À, SH này 42 triệu 150 chắc cháy máy. Con này thì 150 nha anh em, cuối 2015 khối bếp ghe á. Đó, mua xong là ký giấy luôn, em đang đứng thì nguyên lần đầu luôn. Đấy. 35.000 cây. Ok. Mua thì kiến bóng rồi. Bồng gắn đầy đủ hết. H125. Con này là đời 2021 nha anh em, biển 92. Con này mới lấy biển thôi, 92. Bán cho anh em mình với giá là 58.500. Anh em nào mua rút hồ sơ thì thêm phí nha. Rồi, Vision. Con này bán cho anh em với giá 22 triệu đồng luôn. Đấy, biển 71. Màu xanh đá khá đẹp. Rồi. Còn bên này là biển 61 Bình Dương. 21 triệu 500.000 đồng luôn, khối bếp ga luôn cho anh em mình luôn nha. Đó, anh em nào mua con nào liên hệ cho em. Đó, anh em nhìn đi, xe thì nói chung là nó về liên tục. Nên chị bạn nào xem mình cảm thấy lô này không có thì mình có thể đợi ở lô khác ha. Tại nó về liên tục, anh em nào mua thì chi tiết hơn nữa thì có thể là nhắn tin qua Zalo cho anh Phi. Ở đây thì mình quay khá là kỹ về biển số của nó ha. Thì anh chị và bạn đừng hỏi là tại vì nó không có không gian nữa. Có không gian mình sẽ quay hết cho anh em ha. Rồi, cảm ơn chị bạn đã xem clip ha. Xin chào. Xin chào, hẹn gặp lại chị em nha.